วีไม่ไหวแล้ววิ่งละตาไปมีเป็ดเราก็บุกทำไมเขาใหญ่สูงด้วยไก่มอกจ้ะมอกที่ให้ดันดาวอุ้ยไม่จะได้ของเก่าจัดดับเย่พัดมันเลยเกือบกี่สี่เกือบกี่สี่ได้ทำไมจำได้แบบกิ๊กเบอร์เนี่ยจริงๆเลยHello! Xin chào tất cả mọi người. Đã quay trở lại với Tao Bao TV. Tao quay cả đi. Hôm nay sẽ có một cuộc thi các bạn. Lạ. Đấy. Tiêu. Tiêu mất 70% công lực. Tê tái trong vòng 30 giây. Tao đạp thì nhảy xuống luôn đi lại còn cố để đấy.Anh em mình hôm nay nắng quá, ta chiều mới ra đây bơi được. Chạy đấy, bật tôm đấy. Bậy thôi. Vào cọc rầm đi. Không thấy đường về. Có cái ẻ cọc rầm để ta mò trước trần á. Không, anh tìm đi. Đây, đi rình rình đẩn đào đi. Anh vừa phải đâu hết, ta đi rồi. Để em để ta mò. Mà tắm suốt ở đây rồi làm gì có cọc. Không, em chưa mò đoạn này, anh mò đây.Chỗ nào? Đây nè. Con chó. Không. Xuống đây thì lặn. Ủi nước mát lắm. Anh mò đấy. Mò hết lắm. Xung quanh đi thì cho nó an toàn. Từ để tao thử kính đã. Bãi biển bãi bể. Mò đi. Đứ, đang dính nước. Mò hết chỗ này nhé. Mò bắt hết đĩa đi. Mò lại dính. Mò bà thành chê. Bà chê chứ nhỉ. QuênKính đều ơi. Nhìn trời xanh lắm. Ấy chỗ này lại nông này. Kính đều. Mò đi, mò đoạn này đi. Nhảy xuống đây. Kính này hàng tàu. Để em phải vận động đã. Hàng tàu nhảy xuống đi. Thử kính đi, mày phải siết chặt vào chỉ mới đấy được. Này không ăn thua lắm hay sao? Ai nước nào? Nước vào mà siết chặt. Giữ em một tí để em siết. Đây. Chỗ này mà mày không đứng được. Không.À được rồi. Anh xít em ngay. Ta cũng phải xít lại của ta đã. Được rồi anh ạ. Ừ, được. Chạy. Đồ tàu. Đồ cầm nháy. Đấy, ơi mày phải ấn nó vào ấy cho nó rít cái mắt mày ra. Ừ, lúc này em chờ ấn à. À, xuống đây. Thì lặn không? Thì lặn không? Sao nào lặn xa hơn? Hả? Ơi anh ơi. Con vịt kìa. Ôi thôi. Được rồi. Con vịt kìaUi. À, tao mày thi xem thằng nào vào à, lên lặn rút chân nó. Được đấy. Đi. Nhanh lên. Rồi. Ui, nhanh lên, xuống nó xuống. Đi để tao tìm. Không thấy nó. Nó kia. Ơi, xuống rồi. Bắn lên nó. Nó lên rồi quáMày à. Ây nó lên. Đi. Mày. Chạy hả người. Đưa xe nào to. Ây. Số thôi. Xe nào. Tao xem cái. Xem vậy.Ây! Thôi, thả nó ra đi. Thả nó ra nhá. Điên à, thả nó ra. Hả? Thả nó ra. Đồ mãi mới được, nhưng lại còn thả ra. Định biết của nhà ai? Tào lao. Hay là mày định đừng bảo, biết của nhà ai đừng bảo mày bảo đây là vịt rời nhá. Chẳng vịt rời. Thế thì thịt à? Thịt. À,
mày mày cầm lấy tao, tao bây giờ tao xách cái này xuống, tao có hôm qua tao xem có thằng nấu món này ngon lắm. Món gì? Nhưng mà áp dụng với cá cơ, không biết là với vịt thì đẹp không. Anh lại đừng áp dụng vớ vẩn nhá. Đợi tí nhá. Em phải cắt một nửa em nướng riêng ấy. Không. Đi lên ra lên đây. Em muốn một cánh mông này. À, mang vào đây. Gì nhanh thế? Đây, nhanh. Ui. Ấy từ từ. Ấy từ từ. Hay thử cầm cái gì để con vịt đi. Đây, tao vào đây để tao dốc muối ra đã. Biết món gì không? Cái chỗ hô mô. Vâng, đây là muối trắng. Ừ, tào lao. Ừ, tao mới học được cái món này đấy. Món đặc biệt đấy. Trời toàn muối hôm nay, trời toàn muối. Đặc biệt trông ngon này. Ừ, cánh đuổi quá. Trời toàn muối đấy mày xem. Anh nhìn cho anh em này. Đeo dép cho trắng, cho trắng đủ điền. Thôi thôi thôi, nước của tao. Chân tam thịt. Làm lông vắt. Vẫn còn lông này. À, hình như phải lấy nước hòa vào nước nó tan mất nhỉ. Sao nào? Làm nào? Tao thấy nhìn người như ta... bột ô mô vậy nhỉ. Tao thấy người ta đấy nhá, xong rồi đặt con cá vào đây xong rồi bọc tiếp vào. Rồi để tao thử xem. Ủa cái khác gì chát muối và anh nướng. Ờ đấy. Ui thì nó mặn lắm, thôi thôi thôi. Đúng không rồi. Này, anh nói cái gì cũng chỉ là thịt ra đấy rồi. Điên à? Món này áp dụng với cá mà. Cá ngon. Tàu lao. Không tàu lao đâu. Đấy chỉ là lý thuyết đấy anh ạ. Thực hành thì nữa mặn chua mặn chát rồi. Không mặn đâu. Không mặn. Mặn ngoài vỏ thôi. Muối là mặn như muối là đường à? Không mặn đâu. Cứ tin tưởng tao đi. Không thì mặn mai tao bắt cho mày con khác con mày nướng. Này. Hả? Nghĩ rồi, chim sẻ còn chả có vịt. Đầy. Tào lao. Đầy. Nhà tao nuôi đầy. Đặt nó vào đấy. Nha, anh nuôi. Con vịt Paragon. Bé tí đi. Nhưng mà tao thấy nó làm kiểu gì ấy, nó thành bột bột ấy. Mặn. Phớt đấy. Muối mà không mặn à? Thôi, em thế thì em chia phần đi. Cho ấy. Không, nướng. Không nướng thế được. Thế thì nó mặn hết. Không. Bây giờ thế này nhá. Đây. Đưa đây em tự nướng của em. Tao thử nghiệm món. Thử nghiệm thì mất ăn. Cái gì thí nghiệm cũng hỏng. Này mày giữ lấy để tao thử cái muối này. Như cái món lắp đất của anh bao nhiêu lần vẫn chưa thành công. Điên là thành công rồi. Ta hiểu đi, cháy đến tận xương. Con ấy món vịt gì nhỉ? Vịt đắp con để nguyên lông ấy. Ui, chó luôn chạy. Sợ luôn ấy. Ôi xì xì vậy. Đấy, đúng không? À, đúng rồi đấy. À, đúng vậy, chuẩn vậy. Chó. À, nước ấy. Nước chạch mà. Để muối bình thường thì em thấy nó còn không ngấm. Thế này là có nước vào nó ngấm thế hơn. Cho lên cho muối vào đây. Em nhìn giống ô mô lắm. Nó không phải muối đâu. Ô mô. Hay là A3. A3 là cái gì? Bột giặt đây. Đã im. Cái nước. Nhìn sột sệt vậy chứ. Sột sệt. Món ăn nhìn chán ngắt luôn. Nhà gọi là cụ. Thế nào để nhất chế. Thì tao thấy nó nướng cá như thế này. Ừ. Đúng. Không thì mai tao sẽ thử nghiệm với cá. Anh được tao làm. Không thành công thì tao làm. Ủa sốt quá, anh té nước qua đây em bắt. Thì đưa vịt đây. Tự rửa. Rửa mày chịu quá. Rửa này này. Ủa, cho tay vào đấy làm gì. Đấy, bây giờ làm sao đắp được hết con vịt vào đây này. Anh đừng sát vào bên trong nhé, để tí nữa có gì em còn múc mát nữa. Ai sát vào bên trong làm gì.
Đấy, đổ muối ra. Đấy, đổ ra đây, đổ ra đây. Để tao hòa muối ra. Mày biết đây gọi là món gì không? Đây là món chó. Món đây là ngan tuyết. À, vịt tuyết. Đây, nhìn như tuyết này. Ồ, ai cũng bảo em là món tuyết nhỉ? Đấy. Em vừa live stream, người ta bảo là món tuyết gì nhỉ? Chụp tàu da cắt lượng. Da cắt lượng thì giống anh... anh gì? Sở Châu. Sở Châu là gì? Ôi, đẹp phết đấy. Da cắt lượng, anh Sơ Cai à? Chưa kín. Đánh ra để anh thử hiện. Nước nồi. Mặn lắm. Không mặn đâu. Ai, thôi. Ai hôm nay thử nghiệm mày cứ để sợ nhỉ. Ai mà cho anh cái ý tưởng này. Đi chơi mà nè. Ý tưởng gây gớm với trưởng. Muối nó còn dễ cháy nữa cơ. Nó nhanh chín. Làm gì đủ giấy bạc anh ơi. Tiết kiệm quá. Đu đu, cố gắng. Đu. Đu. À, cắt ra, cắt ra. Tao mới đặt giấy gặt xuống đây để... Ủi nặng quá trời. Mấy cân muối. Ow. Sang nhóm lửa đi để cho lên nào. Nhóm lửa? Em nhóm lửa nhé. Nhóm to. To. Ai xa. Nghe được rồi. Mày thấy món này có khả năng cao chỉ không? Có, em có khả năng cháy. Anh cháy vừa mặn cơ. Nắm bỏ cái củi kia xếp cho nó đấy. Rồi. Ui, rách à? À! Đốt đi. Đốt đi em yêu. Cứ đốt mạnh ra. Không ngại gì vết bẩn cả. Mặn lắm. Đang đói. Mặn thì tao thử nghiệm thôi. Mai thì nấu mà cá. Mà con vịt cho đừng đi thử nghiệm. Này, vịt trời. Mày bảo vịt trời cơ mà. Thì vịt trời thì đấy nó không cho đừng à? Rồi. Mãi mới được kiếm được con. Để đây, đi tắm tiếp. Không phải nghĩ. Nghĩ gì vậy? Đó rồi. Đi lên sớm đi. Ui, gần chín rồi đấy. Bơi lúc lại. Ui, khô đó à? Khô kia rồi. Chín chưa nhỉ? Chưa. Chín rồi. Chưa. Mặn thì mặn nhưng mà để nó chín tí. Chín rồi, tao đảm bảo. Bao nhiêu phút rồi nhỉ? Cố cạp được tí. Nó đảm bảo là chín rồi. Chưa chín. Chín đấy. Thôi, thế thì 5 phút nữa nhé. Này, cứng này. Muối cứng điêng này. Cháy một tí còn ăn được. Sống không ăn được. Thôi, để đợi tí nước đấy. Anh cứ vội nhỉ, cái chín này. Chín, đảm bảo là chín. Một là sống, hai là cháy. Chín không? Ôi, chưa kia cháy rồi, cháy rồi. Cháy rồi. Ui. Ôi, 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 cháy đi, ôi, cháy đi. Từ từ nóng bỏ bà ra. Cháy anh ạ. Tao bảo rồi, từ lúc nãy thì không nghe tao. Lúc nãy thì ở trên sống rồi dưới cháy. Bây giờ thì trên chín thì dưới cháy. À, anh ném vào trong nước này, nguội. Vừa vừa. Rồi. Cháy không? Tao biết được. Ui muối á. Ôi, thành tuyết luôn. Với tông ấy nhỉ. Thấy chưa? Dạ. Khởi khởi giá. Từ từ.
Ui, thành cục. Ui. Ai da. Ai da. Không mặn đâu. Hơi hơi. Nhưng mà không biết có chín không? Chín đấy. Anh thích chọc quá. À từ từ, gãy hết muối đi đã. Bây giờ không không chín thì mày lại đắp thêm muối mày đấy à? Không chín thì cũng phải. Ui, mày phải lột ra. Chín chín đấy. Chín không? Chắc là chín đấy. À, có cánh gì à? Chín quá luôn. Chín này xả ngon. Nhưng mà không cho mặn đấy. Chắc chắn là mặn rồi, bỏ ra thôi. Không mặn mấy đâu. Mày ăn cái đầu cho nó không mặn mấy này. Từ bây giờ làm nào lấy cái gì? Lấy cái gì không có đũa nhỉ? Lấy cái que gì cũng được. Anh đưa em đây đây. Đặt cái que đây. Vài cái vào. Nhấc nó lên. Ê, muối này về vẫn nấu được anh ạ. Ừ? Ăn nước chấm. Ừ, tí nữa con bé. Chín. Chín 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 rồi. Ai xa. Được phết đấy. Mày anh tim gan anh bỏ đâu hết rồi? Vứt. Chỗ. Bỏ cho chó. Lấy chỗ cá. Ai xa. Không cháy. Đi sang đi ăn đi. Không cháy mọi người ạ. Đi. Đi. Ngọt phết đấy. Đấy chưa? Tao bảo dùng. Được, tạm được. Món này tạm chấp nhận. Cho 7 điểm về chỗ. Ấy da. Ấy, từ 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 từ. Gì món gì đâu? Gì? Anh ngâm cá à? Cá gì? Ai xa. Ngọt. Lại cá meo à? Ngâm dưới kia cho nó lạnh. Sao ôi, anh đã ăn trộm nước của em từ nhà? Hả? Thở nước nước này thở. Anh ăn trộm nước của em không? Cắt đi. Tao cần gì phải trộm. Cứ hôm qua mua về bao nhiêu đi. Nhưng mà anh bảo cho em bao nhiêu đấy. Ui, em phải uống nước trước. Ngon hết sảy. Mời các bác uống nước cam meo nhé. Dạ, mời các bạn nhé. À, thử thử, nào đưa ra đây. Ui, khả năng là phải lục ra. Ui, em ăn mừng đấy. Nhưng mà hơi hồng hồng. Hồng ăn được hết. Không nước chấm à? Anh đi lấy nước chấm đi. Chưa đủ mặn là một nước chấm. Không. Tao thì sót sót ít đấy. Anh lấy nước chấm đi. Kiếm đâu mấy quả chanh ấy, vắt vào. Vắt vào thử đây. Thử ăn thử xem mặn không đã. Trong này có muối rồi. Sao? Mặn quá. Không nhưng mà lột anh, lột da anh đi. Anh lấy chanh vắt vào đây ăn này, chua chua mặn mặn ngon lắm. Lột da đi, để tao lột da đã. Anh đi lấy chanh đi. Không, bên thương. Kia kìa. Lấy đi tao lột da. Anh mang đi à? Bên đầu đấy có cây chanh nhá. Ôi, sai phớ đây. Tao mùi thấy mùi thấy khét khét kiểu gì. Lấy nhiều không? Hai ba quả. Mày lấy bao nhiêu này? Thế. Sa. Người ta trồng ớt còn trồng cả chanh nữa. Ơ quên lấy ớt. Thôi, mặn lắm rồi. Tao thử thử. Anh cắt em miếng chanh. Bỏ cái chân ra. Cắt em miếng chanh. Cắt em miếng chanh. Mời tất cả các bạn nhé. Cắt em miếng chanh. Cũng được. Hơi mặn thì. Mời tất cả các bạn nha. Ui. Ngọt cay. Đây, coi như dừa. Dừa. Chưa chín thì ăn trái chanh các bạn. Chín rồi. Chưa chín lắm. Xong nghe thì khét khét. Kiểu như đốt. Hơi trực tiếp quá. Ra này. Thề anh ơi, ngon luôn. Tao làm món gì chẳng ngon. Thề. Ngon lắm. Quá ngon luôn. Thót quá. Nó chảy nước. Tao thì sót sót ít. Nước muối là cần. Má mặn chua chua. Không phải trống. Thế không lấy cả sát ớt nữa. Hơi sống rồi ạ. Tao bảo để thêm tí nữa thì không nghe.
thấp ở đó. Anh bảo giúp ăn đứa nào á? Hơi sống. Sống cũng chén. Sống cái gì? Sống miếng là sống cái gì đây? Không thì ăn tái chanh các bạn. Vịt tái chanh. Cá này. Tập được. Cút tung. Bái đâu cắt cho